nè, bạn có chuyện gì muốn nói mà phải kêu mình ra ngoài đây lận vậy? Cái này bạn hãy nhận đi. Đó là cái gì chứ? Một món quà thôi mà. Cái này ngon lắm nên mình mua cho bạn đó. Tại sao? Bộ hôm nay là ngày gì đặc biệt không? Cha Đu nè, bạn có biết tại sao lúc nào ở trong lớp mình cũng thích chọc ghẹo bạn nhất không hả? Làm sao mà mình biết được chứ? Tính của bạn lúc nào mà chẳng như vậy. Mình có vậy thiệt sao? Nhưng đó là gì? Mình muốn có một mối quan hệ đặc biệt với bạn á. Vào cuối tuần chúng ta có thể đi chơi với nhau và ăn những món thiệt là ngon. Mình muốn được ở bên bạn mỗi ngày. Nhưng mà mình không muốn. Cha Đu à, bạn trả lời mà không thèm suy nghĩ chút nào luôn hả? Mình đã gặp bạn cả tuần rồi, giờ cuối tuần cũng phải gặp nữa hả? Đúng là nhàm chán. Nhàm chán sao? Quan trọng là chúng ta không có hợp nhau đâu, vui sớt à. Cái gì? Bạn nghiêm túc chứ? Tất nhiên rồi, đối phó với mấy trò đùa của bạn mệt lắm luôn. Thì ra là vậy. Vậy thôi, mình đi nha, chào bạn. Nè. Còn cái này thì sao đây? Bạn tưởng mình dễ bị gạt tới như vậy hả? Thiệt là. Hết hồn à. Cứ tưởng thứ đó thiệt chứ không ngờ lại là sô-cô-la. Loại này đúng là ngon quá đi. Không bỏ cuộc. Minji ơi. Hey, sao hôm nay bạn đi học sớm quá vậy? Cha Đu à, bộ bạn không nhớ hay sao? Tụi mình đã hẹn đi sớm để làm bài tập chung với nhau mà. Xin lỗi, mình ngủ quên mất. Nè, cho Cha Đu, bộ bạn bị mất một chiếc giày hả? Sáng nay gấp quá nên mình mang lộn đó. Không phải đâu, mọi người nói đây là trào lưu mới. Nhưng không hiểu sao mình thấy Cha Đu lại không hợp lắm. Bạn nói cái gì? Biết tại sao không? Bởi vì nó chỉ có tác dụng với những người xinh đẹp thôi. Còn khi áp dụng lên người cho Cha Đu thì chỉ thấy mắc cười và kỳ cục thôi à. Lẽ ra lúc này bạn ấy sẽ phải nói vậy chứ. Sao vậy? Đáng lẽ bạn ấy phải lấy chuyện này ra để chọc mình cả ngày mới đúng chứ. Cha Đu ơi, bạn đừng có lo. Sẽ không có ai chăm chăm nhìn vào giày của bạn đâu mà. Bạn nói cũng đúng. Mình có thể đổi dép đi trong nhà được mà. Bạn ấy có buồn chuyện hôm qua không ta? Nè, ngắm cho kỹ vô đó. Nè, cho đâu? Tụi mình đang chơi bóng ném chứ không phải chơi lộn nhào đâu. Cái gì vậy chứ? Bộ bạn ấy buồn thiệt hả? Trời ơi, đủ rồi đó nha. Tại sao bạn ấy lại không để ý tới mình? Hôm qua bạn ấy mới. Dạ, cái nè, lấy vui sao? Không uổng công mình nhịn xì hơi từ tối qua tới giờ. Còn bây giờ bạn ấy lại. Mình muốn có một mối quan hệ đặc biệt với bạn. Chúng ta không có hợp nhau đâu, Junseok à. Mình có ác với bạn ấy quá không ta? Nhưng tụi mình đang là bạn tốt của nhau rồi, còn muốn hơn nữa để làm gì chứ? Tại sao bạn ấy lại cứ khó chịu về chuyện này vậy không biết nữa. Ai, tập trung làm bài tập thôi. Ai, tự nhiên là mình khó chịu theo luôn à. Cha Đu ơi. Ngày mai con muốn ăn cá ngừ hay là ăn xúc xích để mẹ làm cho? Ngày mai? À đúng rồi, ngày mai tụi mình sẽ được đi dã ngoại. Vui quá đi. Ngày mai mình sẽ ngồi ghế kế bên vui sức. Chọn xong chưa? Cá ngừ hay là xúc xích? Con ăn cả hai luôn mẹ ơi. Con sẽ cho vui sức, ý là con sẽ cho các bạn ăn chung nữa. Thiệt là tốt quá. Ngày mai lên xe mình có thể tha hồ nói chuyện với bạn ấy rồi.
Các em ơi, giờ chúng ta sẽ lên xe theo thứ tự nha. Ủa, tại sao bạn lại ngồi chỗ này vậy? Thì Junseok kêu mình đổi chỗ với bạn ấy mà. Gì hả? Tại vì bạn lúc nào cũng ngủ và ngáy lớn tiếng á. Thì mình cũng vậy mà. Uổng công mình đã mang đồ ăn để chia cho các bạn. Các em chú ý nha, xe của chúng ta chuẩn bị xuất phát, nên các em nhớ phải thắt dây an toàn vào đó. Miên Chi nè, nếu bạn thích ngồi kế cửa sổ thì mình sẽ đổi chỗ cho bạn. Thật không hả Junseok? Cảm ơn bạn nha. Bạn ấy rất lạnh lùng với mình nhưng lại đối xử tốt với Miên Chi. Nè Choi Chadu, bạn có thích ngồi kế cửa sổ không vậy? Tất nhiên là thích rồi. Mình cũng giống bạn, mình rất thích ngồi kế cửa sổ á. Nè Miên Chi, ăn cam đi. Cảm ơn bạn nha. Nè, mình cũng thích ăn cam lắm đó. Nè Chadu à, bạn hãy ăn trái cam này đi. Mình đem theo là để cho bạn mà. Nè, cứ giữ mà ăn đi, mình không thích ăn nữa đâu. Cầm đi Miên Chi, cái này là mình dành cho bạn á. Đáng ghét, không để ý tới mình luôn. Chú xin lỗi, chú phải tránh một chiếc xe vượt ẩu. Các con có ai bị thương không vậy? Các em không sao chứ? Miên Chi à, bạn không sao chứ? Có bị đau ở chỗ nào không? Tại sao bạn ấy lại không thèm hỏi thăm mình câu nào chứ? Chadu à, nước trái cây văng hết lên mặt bạn rồi kìa. Các em hãy nhìn những trái diệp quất xinh đẹp này. Bây giờ chúng ta sẽ hái thật cẩn thận theo cách đã được hướng dẫn nha. Chadu ơi, ở đây có nhiều ơi là nhiều luôn nè. Bạn nói đúng, công nhận là nhiều thiệt. Làm các bạn sợ hả? Bạn làm mình hết hồn. Có muốn xem điều bất ngờ không? Ta-da! Nè, bạn hái được ở đâu vậy? Mấy trái bự bự như vậy ở bên kia có nhiều lắm á. Nãy giờ mình hái được một giỏ rồi. Bạn muốn lấy thì lấy. Hả? Có thiệt không? Bạn cho mình hết giỏ này luôn hả? Nè Chadu, tụi mình chia mỗi người một nửa nha. Không cần, mình không lấy đâu. Ai thèm lấy mấy trái diệt quốc của Lee Junseok hái chứ? Mình có thể tự tìm thấy mấy trái bự ngon hơn vậy nữa kìa. Lee Junseok, bạn đúng là một tên nhỏ mọn. Mấy trái diệt quốc này lớn quá chừng luôn. Tuyệt vời, mình có cách rồi. Ủa Chadu à, bạn lấy cái thang này ở đâu vậy? Bạn muốn lấy xài thì nên hỏi mượn bác nông dân ở đằng kia trước. Là chuyện của mình, ai cần bạn quan tâm chứ? Cứ lo cho bản thân của bạn đi. Đây là tô mì đầu tiên của tôi sau một tháng đó. Chadu ơi, Miên Chi ơi. Miên Chi ơi, bạn ngồi yên nha, đừng cử động á, rất có thể lũ ong vẫn còn quanh đây, phải cẩn thận mới được. Nè, Lee Junseok. Mình còn bị thương nặng hơn mà bạn chỉ biết quan tâm một mình Miên Chi thôi. Tại sao lại đối xử với mình như vậy chứ? Không lẽ chỉ vì mình làm bạn thất vọng mà bạn ghét mình luôn sao hả? Cái gì? Ghét bạn hả? Bắt đầu từ ngày hôm qua bạn đã trở nên rất là kỳ lạ rồi. Mình nói nè, hai bạn sao vậy? Có chuyện gì hả? Nè Choi Chadu, sao bạn lại tức giận chứ? Đừng nói là bạn đang ghen tị nha. Cái gì? Ghen tị hả? Bạn đang nói là mình ghen tị sao? Ừ.
Sao bạn lại tức giận chứ? Đừng nói là bạn đang ghen tị nha. Được rồi, thật ra mình cảm thấy mình bị tổn thương. Mình nên nói ra những cảm xúc thật trong lòng mình. Không biết là Junseok có nhà không ta? Mình không ngờ bạn ấy lại như vậy luôn á. À, bạn đã làm theo những điều mình nói chưa? Mình đã không còn chọc bạn ấy nữa. Và còn đối xử tốt với những bạn khác là bạn ấy buồn thấy rõ luôn. Bạn thấy chưa, con gái thường là vậy đó. Nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành rồi. Nè, Lee Junseok. Hả? Cha đu à. Bạn vừa mới nói cái gì hả? Nhiệm vụ là sao? Tất cả chỉ là nhiệm vụ thôi sao? Xin lỗi, mình phải đi trước đây. Bạn hãy bình tĩnh đi, Chadua. Mình đã nghĩ có lẽ bạn coi thường mình nên. Phải rồi ha, đáng lẽ mình phải biết từ sớm chứ. Mình phát hiện bạn không biết mình cảm thấy như thế nào nên đã làm cái này nè. Bạn có biết bây giờ mình đang nghĩ cái gì không? Hả? Nhìn đi, bạn đứng thứ nhì đó. Mình đã suy nghĩ rất lâu luôn rồi. Mặc dù là tụi mình hay cãi nhau, nhưng bạn vẫn là một trong những người bạn mà mình thích nhất, chỉ sau Minchi thôi. Vậy thì phải cảm ơn bạn rồi. Hên mà mình không xếp vị trí cuối cùng. Sao cuối cùng được chứ? Vị trí đó là của anh Huy. Mình thấy thoải mái hơn rồi. Kể từ bây giờ tụi mình về nha. Đừng bao giờ làm những nhiệm vụ như vậy nữa, biết chưa? Mình biết rồi, mình sẽ không dạy nữa. Bạn có biết là mình đã phải bỏ bữa tối vì bạn hay không hả? Thôi chào nha, ngày mai gặp lại bạn ở trường. Được lắm, bây giờ mình đang ở vị trí thứ hai, nhưng một ngày nào đó mình sẽ lên thứ nhất. Mình sẽ không bỏ cuộc đâu, Chadu ơi. Dạ tụi con chào bà. Chừng nào rảnh có con lại về chơi ha, có được không? Dạ được. Rồi, xuất phát. Chadu nè, lần sau tụi mình lại về chơi nữa nha. Ở đây thật sự rất là vui luôn. Tất nhiên rồi, không có ở đâu vui bằng ở dưới quê hết. Nếu muốn thì kỳ nghỉ lần sau tụi mình lại về chơi. Được đó, kỳ nghỉ đông sắp tới chúng ta sẽ về quê Chadu chơi nữa đi. Lúc đó mẹ mình sẽ không cằn nhằn nữa, tha hồ mà chơi luôn. Bây giờ trong lúc chờ tàu chở về nhà, chúng ta cùng chơi trò chơi thôi. Và đừng quên trên tàu còn có bán bánh nữa đó. Ai thua thì sẽ phải mua bánh, có chịu không nè? Chuyến tàu kỳ quái. Bắt đầu. Kéo. Lần này cha đu thua rồi nha. Xe bánh bên kia kìa, bạn mau đuổi theo đi. Mình muốn ăn bánh quy lắm á. Còn mình sô-cô-la. Mình muốn ăn bắp cây. Vậy là số tiền bà cho mình đã bay theo gió mất tiêu rồi. Sao hôm nay trên tàu ít người vậy ta? Cô xin lỗi nha, nhưng mà cô vừa bán hết sữa chuối rồi. Vậy thì cô cho con bánh sô-cô-la, bánh bắp cây với bánh quy nha cô. Xin lỗi con nha. Dạ không sao đâu. Bé ơi, em muốn cái này đúng không? Dạ. Em trai của chị nói là em có thể lấy cái này đó. Dạ thôi chị ơi, chị đã mua trước em kia mà, em không thể lấy như vậy được đâu ạ. Hay là em hãy nhận phần sữa này rồi chơi với em trai của chị nha. Thằng bé nói ở trên tàu này chán quá. Gì chứ, bạn bè của em đang đợi em mang bánh về. À, hay là vậy đi, mọi người tới toa của em chơi chung luôn đi.
Nhưng mà bọn chị thích ở đây hơn. Nếu các em có thể qua đây chơi thì tốt quá còn gì. Tụi em đang chơi trò chơi và người thua sẽ phải đi mua đồ ăn giặt mang về. Qua đó với em đi. Nhưng bọn chị thích ở đây hơn. Hay là em cứ lấy hộp sữa này đi. À dạ thôi, em không lấy đâu. Đừng ngại mà, chị muốn tặng nó cho em. Mau nhận đi. Dạ nếu chị đã nói vậy thì... Dạ em cảm ơn. Trời đất ơi, sao tay của chị ấy lạnh quá vậy chứ? Dạ em cảm ơn chị. Chúc hai người có một hành trình tốt đẹp. Cái cửa làm sao vậy nè? Sao không mở được chứ? Không lẽ bị hư rồi? Chị ơi, chị có thể giúp em mở. Hai người họ đi đâu rồi? Rõ ràng vừa mới ngồi ở đây kia mà. Shadow ơi. Hết hồn mà. Tụi mình đợi bạn lâu quá trời. Nãy giờ bạn làm gì vậy? Bạn, sao bạn lại mở được cửa vậy? Ý của bạn là sao? Mình chỉ gạt tay nắm cửa qua thôi mà. Nhưng mà hồi nãy nó bị khóa đó. Với lại không biết ở đây có nhà vệ sinh không. Tòa này không có đâu. Nhưng ở tòa số 9 có một cái. Vậy thì lạ quá. Rõ ràng hồi nãy hai người họ còn ngồi ở đó kia mà. Bạn đang định chọc ghẹo mình có đúng không? Bạn xài hết tiền bà cho rồi hả? Tụi mình đi thôi. Lần sau bạn thua thì mình mua cho bạn là được. Minchi ơi, bạn đi nhà vệ sinh với mình đi. Mình cảm thấy bụng của mình không được ổn cho lắm. Được thôi. Chắc là do mình ăn giặt nhiều quá rồi. Có người ở trong, mình cần phải đi gấp. Thiệt là, sao người ta lo quá vậy? Bụng của mình sắp không chịu nổi nữa rồi nè. Trời ơi. Xin lỗi, bạn của con đang rất cần dùng nhà vệ sinh. Ai ở trong đó có thể nhanh lên một chút được không? Minchi à, hay là tụi mình lên toa số 1 đỡ đi. Gì vậy? Trong này không có ai hết á. Chadu à, bạn nói cần đi gấp mà. Đi nhanh rồi tụi mình về. Gì nữa đây? Tối quá à. Minchi ơi, đèn trong này bị tắt mất tiêu rồi. Thấy trời ơi, sao lại kẹt nữa rồi? Minchi ơi, Minchi à, bạn có mở cửa được không? Không thấy gì hết. Các bạn nè, sao lại đi lâu quá vậy? Tụi mình đã rất lo đó. Các bạn mau chạy đi. Nè choi cho đâu, bạn mau dừng lại đi. Bạn làm mình sợ. Để mình gọi tới phòng điều khiển thử xem. Dạ xin chào, con đang gọi đến từ toa số 9. Tiếng gì mà ghê quá vậy? Rõ ràng ở đó đâu có ai đâu. Chuyện gì đang xảy ra? Có ai cứu chúng tôi với? Làm ơn mở cửa ra đi mà. Mấy bạn ơi, hình như cái gì đó dưới chân mình. Sơn hồn ơi, nhìn sau lưng kìa, hải quan nó về
phía chuông khẩn cấp đi. Nhìn chị ơi, Don ơi, mình đây cha đu. Các bạn ơi, mấy đứa nè, các con đang làm gì ở đây vậy? Cô ơi, cứu tụi con với. Các con sợ lắm đúng không? Mau đi với cô nào. Mấy đứa mau đi theo cô. Nè mấy đứa, tới ga rồi sao các con không xuống? Chú ơi, tụi con đang ở đâu vậy? Đang ở đâu sao? Tất nhiên là Seoul. Được rồi, mau xuống tàu thôi. Sáu tháng trước, trên chuyến tàu tới Seoul đã xảy ra một vụ cháy. Theo báo cáo, có hai tiếp viên và một hành khách đã thiệt mạng ở toa số 10, và một hành khách nữ đã hy sinh để bảo vệ cho em trai của mình. Vì có chị bảo vệ nên người em trai chỉ bị thương nặng, nhưng trong khi đang được điều trị ở bệnh viện thì cậu đột nhiên mất tích sao? Lần diệu bài tập quá đi à. Cha Đu à, con có thể nghe điện thoại giúp mẹ được không? Dạ nghe đây. Nè cho Cha Đu, bạn có đang bận gì không? Chun Sức mua bánh ở nhà đăng ghi. Bạn có muốn đi chung không vậy? Quyết định đi nha. Mình muốn đi chứ. Mình cực kỳ thích luôn. Mình sẽ tới ngay đó. Mình muốn ăn bánh kem ngọt. Bánh kem ngọt cái gì chứ? Mẹ ơi, mẹ làm con hết hồn à. Nè, mẹ đã nói sao với con hả? Con chỉ có thể đi sau khi hoàn thành bài tập về nhà thôi. Mẹ à, tại sao mẹ lại nghe lén cuộc nói chuyện của con trên điện thoại chứ? Cái gì? Mẹ nghe lén hồi nào chứ? Tại con nó lớn quá thôi mà. Don à, bạn còn dư cái bánh nào của ngày hôm qua hay không hả? Mình rất là tiếc vì đã không thể tới nhà của Dan ghê. Mình cũng không đi được nè. Mẹ mình nghe được mình nói chuyện với bạn, cho nên mình cũng không được ra khỏi nhà luôn á. Bạn cũng như vậy sao? Tại sao những bà mẹ lại giống nhau tới vậy chứ? Mẹ của mình trong khi đang làm việc nhà mà cũng có thể nghe được hết cuộc nói chuyện qua điện thoại của mình luôn. Vậy là các bạn không biết chuyện gì rồi. Mình đã đọc được một điều này trên tạp chí khoa học rằng bản năng của các bà mẹ thường rất nhạy bởi tiếng nói của con hả? Cái gì? Vậy bản năng của các bà mẹ là xâm phạm quyền riêng tư của các con hả hay sao? Được rồi, các em, hôm nay chúng ta sẽ học về tục ngữ. Ai biết đáp án của câu này nào? Giơ tay lên trả lời cho cô biết. Dạ, câu tục ngữ chính là những người mẹ lúc nào cũng nhìn và nghe thấy hết tất cả. Cha Đu à, mẹ nghe nói hôm qua con mới đánh nhau với anh Huy. Hai đứa là bạn chung lớp với nhau mà, con phải đối xử tốt với bạn ấy. Tại sao mẹ lại nhắc đến tên của bạn ấy ngay lúc đầu cơm như vậy chứ? Làm sao mà con có thể làm bạn với bạn ấy được? Bạn ấy lúc nào cũng ích kỷ và khó chịu hết đó mẹ. À mà khoan đã, tại sao mẹ lại biết về chuyện đó chứ?
tất nhiên mẹ nghe được từ Minh Chi rồi. Còn ai kể cho mẹ nghe nữa. Nè Minh Chi à, bạn đã kể với mẹ của mình về vụ mình đánh nhau với Ân Hôi đúng không? Không có, mình không kể gì với mẹ của bạn hết. Thiệt là kỳ lạ mà. Mình cũng chưa hề kể với mẹ luôn. Sao mẹ lại biết được cái chứ? Cái gì hả? Vậy là mẹ của bạn đã đọc được những gì bạn viết trong cuốn nhật ký và kể lại cho mẹ của mình nghe hết luôn rồi sao? Cha Đu ơi, tại sao chuyện này lại có thể xảy ra? Mình có thể nào tin được mẹ mình lại đọc cuốn nhật ký bí mật của mình? Minh Chi à, bình tĩnh đi. Không chỉ có như vậy thôi đâu, anh trai của mình còn kể mình nghe chuyện này nữa nè. Tôi nghĩ là dân sức nhà tôi rất là thích cha đua của chị. Tôi đã đọc được trong cuốn nhật ký của nó, nó đã viết rất nhiều về cha đua đó. Sau này con trai của chị sẽ tự hỏi sao ngày xưa nó lại làm như vậy. Là quá trình phát triển mà. Có phải sắp tới sẽ có thêm một bà mẹ gia nhập đội thu thập bí mật hay không vậy? Đội thu thập bí mật sao? Thu thập những điều bí mật ở trong cuốn nhật ký của tụi mình. Cái gì? Chính mắt anh trai của mình nhìn thấy tất cả những chuyện này đó. Đây là một tin tức rất đáng tin cậy. Không thể nào như vậy được. Mình có nói với mẹ về điều này, các bạn biết mẹ mình nói sao không? Chỉ là các bà mẹ tò mò về suy nghĩ của con cái mình, và các bà mẹ chia sẻ với nhau về những mối lo đó thôi. Cho nên các con đừng có giận và thấu hiểu cho các mẹ nha. Thiệt là đáng tiếc bạn không có sự riêng tư. Nói nghe nè, người mẹ vừa mới gia nhập hội chính là mẹ của bạn đó, Ân Hôi à. Thiệt tình à, không biết là mọi người còn phải chịu đựng những chuyện kỳ cục này trong bao lâu nữa đây. Mọi người đều có những bí mật muốn được giữ kín kia mà. Khoan đã. À ha, có rồi, mình đã nghĩ ra cách rồi. Cái gì? Ngôn ngữ riêng sao? Đúng vậy, hãy tự tạo ra ngôn ngữ mới cho riêng mình. Ý bạn là giống như một dạng mật mã có phải không hả? Nói nghe như dễ lắm vậy đó. Nếu như bạn không muốn tham gia thì thôi, mau đi chỗ khác chơi đi, đừng có làm phiền tụi mình nữa. Chúng ta cần phải đoàn kết vào những lúc giống như vậy, không thì để mẹ chúng ta tiếp tục làm những điều này được nữa. Đúng vậy á, mình sẽ cố gắng góp trí thông minh của mình. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy bắt tay nhau cùng làm thôi. Mình đã tìm hiểu ở trên mạng những nguyên lý của các loại ngôn ngữ và đã in nó ra rồi đây nè. Vậy thì tốt lắm. Cái này có vẻ dễ dàng quá. Vậy thì để mình thử cái khác ha. Ôi trời, cha Đu à, con nghe điện thoại giùm mẹ đi. Dạ, xin nghe đây. Đồ khô, đời khơi mình khinh. Mình khinh xè khe lèn khen, khi khi mẹ khe mình khinh đi khó. Xòn không bài khai, thì khi trò kho mình khinh xèm khem. Chị cha Đu, chị đang nói cái gì vậy? Mà phải rồi, con bé đang nói cái gì vậy trời? Mẹ khe không không hiểu khiêu, thầy khay lầm thâm. Cha Đu, con vừa mới nói điện thoại với ai vậy hả? Người nước ngoài sao? Con không thích chia sẻ với mẹ chuyện của con đâu. Ủa? Nếu như mẹ tò mò tới vậy thì mẹ tự tìm hiểu đi. Đừng khưng đầu không nhận khân kỳ khi của con nữa khư. Không không hiểu khiêu đầu không. Tời khơi giờ khơ ăn khăn sụt khúc, xịt khách bà kha mình khinh đạt hai dậu khâu mè khe.
thật khó thì khi mình khăn xài khe vì khi thật khắc về khe đàn khang vì khi. Còn không 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 hiểu khi sao tha mẹ khe làm khăn dày khay thật thất vọng không. Ủa? Tôi thật sự không có hiểu được đó là loại ngôn ngữ gì vậy chứ. Tôi đã tìm khắp nơi trên mạng rồi mà không tìm được cái gì hết. Được rồi, các chị cứ bình tĩnh đi. Tôi nghĩ rằng đó chính là một loại ngôn ngữ của tụi nhỏ ngày nay thôi mà. Ngôn ngữ mới của tụi nhỏ sao? Dạ, tôi nghĩ rằng chính Chadu là người đã bày ra cái trò này. Con bé Chadu của tôi vốn dĩ là thiên tài trong những chuyện này mà. Mình khinh gì khơi? Lạc khác nửa khơi đi khi mùa khua bành khanh. Nát khác dời khơi mình khinh. Bạn khen sòng không bài khai chưa khước. Xè khe làm khao sầu khâu. Tụi nó nghĩ sẽ qua mặt được mình sao? Chị khi chà khá tù khô cầm khám ơn khăn chị khi được khứ từ khứ giờ khó đời khói. Mình cảm thấy rất là vui luôn. Thật là tuyệt vời khi tụi mình có ngôn ngữ riêng ha các bạn. Lẽ ra tụi mình phải nghĩ ra sớm hơn. Trước đây mình đã mất quá nhiều sự riêng tư rồi. Minh Chi ơi. Nè, không có thời gian để cho em vui vẻ như vậy đâu. Có chuyện gì xảy ra vậy hả anh? Hôm nay, những bà mẹ đang điều tra, tìm kiếm khắp nơi, lục hết nhà và phòng của các em đó, biết chưa? Hả? Chadu ơi, tụi mình phải làm gì đây? Mẹ đang tìm cách để hiểu những ngôn ngữ của tụi mình. Được, mình phải nhanh chóng hành động thôi. Các bạn ơi, chúng ta cần phải giấu nó ở một nơi an toàn. Định là chúng ta phải thay đổi vị trí một tuần một lần. Đây là cách duy nhất để nó được an toàn. Tại sao lần này lại nhiều điểm thấp tới như vậy chứ? Dạo gần đây tụi em đã không chăm học lắm. Những em nào có điểm dưới 50 hãy đem về cho ba mẹ xem và phải ký tên vào đây cho cô. Mình sắp gặp rắc rối to rồi, phải làm sao đây? Điểm của bạn còn cao hơn của mình nữa, than cái gì? Mọi chuyện đúng là quá mệt mỏi luôn mà. Mình nhất định sẽ gặp rắc rối lớn nếu như mình cho mẹ biết. Con khuyên tỏ có đúng không? Dạ, con đang định làm bài tập. Trời ơi, thiệt sao? Hôm nay con bị làm sao vậy chứ? Ăn tối trước đi đã. Dạ, con biết rồi. Cái này có nhìn giống chữ của người lớn không ta? Mình hứa đây sẽ là lần cuối cùng. Bài kiểm tra lần sau mình sẽ cố gắng hơn nữa. Con về rồi đây mẹ ơi. Được rồi, hôm nay con có một ngày tốt lành chứ. Còn con là kha bì khi phạt khát hiền khiên và kha trừ khư kỳ khí. Làm sao mà mẹ biết được vậy? Mẹ khe cùng khung đà kha học khóc ngôn khung ngực cơ cuộc khu còn con. Việc nói dối còn tồi tệ hơn cái việc con bị điểm thấp ở trường nữa, có biết không? Con xin lỗi mẹ. Mẹ tha cho con đi mà. Có
làm như vậy nữa không? Con không bao giờ làm nữa đâu mà. Và mẹ cũng đừng có động vật ký của con nữa được không vậy? Nè các chị à, các chị có xem chương trình tối hôm qua chưa? Ngày nào tôi cũng xem. Từ bây giờ chúng ta không nên đọc nhật ký của mấy đứa nhỏ nữa. Các chị à, nói về tụi nhỏ không có gì vui bằng chuyện này, có đúng không? Thì từ giờ chúng ta nên tôn trọng quyền riêng tư của tụi nhỏ, vậy thì tốt hơn. Trùng khôn tà kha, ngồn khôn ngự khư mời khơi ngày khai. Lần khân ngày khai, làm kham xào khao để khê mè khe, không không thể khê biên khiết. Tôi thật sự đang... Chúng tôi thật sự đang... Đi tới nhà của bạn ấy cha. Tin tức sốt dẻo đây, là chúng ta sắp sửa sẽ có... Bạn ấy làm sao vậy chứ? Lớp của chúng ta sẽ có... Trời sơn đôn. Hãy về chỗ của em đi, nhanh lên. Dạ. Được rồi, các em hãy chú ý, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học mới. Vào lớp đi Echa, em còn chờ gì nữa? Echa à, em Echa. Em thật sự xin lỗi cô, em có một chút lo lắng nên đã đi vệ sinh, nhưng sau đó em đã đi nhầm vào lớp khác. Bạn mới này vui thiệt á. Tên của mình là Bang Echa. Các bạn đừng có cười mình vì mình đến từ nông thôn hay do cái tên của mình nha. Mình hy vọng chúng ta sẽ hợp nhau. Tên của bạn ấy là Bang Echa hả? Echa, Echa. Đùa, đừng có cười nữa mà. Được rồi Echa, để cô xem nào. À, bây giờ em hãy xuống ngồi cạnh bạn Son Hun nha. Bạn Son Hun à, hãy cho mình xem chung sách nha. Đây là buổi học đầu tiên nên mình chưa chuẩn bị. À được, à, đương nhiên rồi, chúng ta cùng xem nha. Bài học hôm nay từ đây hả? Nhìn hai người đó giống hệt như là mẹ với con trai vậy. Cho cha đu. Nếu mình mà vào chơi chắc chắn sẽ thua. Cái đó không thể nào nói trước được đâu. Chính xác à. Ủa, bạn chính là lớp trưởng có đúng không? Ồ, thì sao? Trời ơi, mình nghe nói ở Seoul mọi người chọn lớp trưởng qua ngoại hình. Và mình thật sự đã không nghe sai. Hả? Họ đã nói như vậy thiệt sao? À mà có chuyện gì vậy? Bạn muốn nói gì với mình sao? Trời ơi, nhắc tới mình mới nhớ, cũng không có gì đặc biệt hết. Chỉ là cô giáo nói mình lấy một vài thứ ở phòng thí nghiệm khoa học, nhưng mình không biết nó ở đâu hết. À, phòng thí nghiệm hả? Đi theo mình sẽ chỉ cho bạn. Trời ơi, bạn vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng. Chắc chắn bạn được bầu làm lớp trưởng là vì như vậy rồi. Bạn có thể chỉ cho mình hướng đi cũng được, làm phiền bạn quá. Trời ơi, có gì mà phiền, đây là công việc mà lớp trưởng phải làm mà. Nè cha đưa à, tính tình Ê cha thân thiện thiệt đó, có đúng không? Đúng là như vậy, bạn ấy vui vẻ và làm cho mọi người cảm thấy rất thoải mái, không giống như ai đó mà mình từng biết. Ê cha tuyệt vời quá, bạn ấy đã trở thành bạn với cả lớp chỉ trong ngày đầu bạn ấy chuyển tới thôi à. Đúng vậy ha, nhưng chúng ta cần phải quan sát cẩn thận hơn. Bạn ấy không thể làm bạn với tất cả được. Đây chính là sự sắp xếp. Ồ, ý của bạn là muốn nói gì hả? Hãy suy nghĩ kỹ một chút đi. Bắt đầu với Son Hun, người ngồi cùng bàn, với Yoon Suk, rồi Don Don và Dan Gi theo một thứ tự. Bạn vẫn không hiểu gì hết hả? Bạn nói gì nhờ, mình thật sự không hiểu được. Có lẽ là bạn vẫn còn quá ngây thơ để có thể biết về những thứ chiến lược và mánh khóe đó. Như vậy chính là... Bạn ấy đang muốn mở rộng lãnh thổ theo hướng chiều kim đồng hồ quanh chỗ bạn ấy ngồi. Quả nhiên, mình biết chắc chắn là bạn cũng sẽ chú ý đến mà. Thật sự là như vậy sao? Không, cô gái ấy tuyệt quá. Trời ơi, có gì mà khó đâu.
Những người như tụi mình nhìn qua là biết liền à. Nếu như vậy người tiếp theo sẽ là... Đúng vậy. Người tiếp theo sẽ là ai chứ? Người không hề nói chuyện trong lớp là bạn Đức Nghiêu. Đức Nghiêu không bao giờ nói chuyện trong lớp, ngoại trừ khi cô giáo đặt câu hỏi để cho bạn ấy trả lời mà thôi à. Hả? Đúng là giỏi thiệt. Cho nên ngày hôm qua mình mới như vậy. Nè đó đó, đang ghi. Ra sân chơi với tụi mình không? À, bữa nay mình không đi được rồi. Tại sao vậy? Là vì tụi mình sẽ đến nhà Echa chơi. Thì ra là vậy hả? Các bạn thân với nhau tối vậy sao? Echa nói sẽ làm cho tụi mình món mì. Sao bạn không đi chung luôn? Sao chứ? Làm món mì. Vậy thì chúng ta có nên... Chúng ta không thể tới được. Nếu không được mời mà chúng ta xuất hiện thì thật là quá thô lỗ đó. Và hơn nữa chúng ta không phải là người bất lịch sự như vậy. Đúng không cha đưa à? Đúng là vậy ha. Vậy được rồi, hẹn gặp lại các bạn nha. Tạm biệt. Hết kịp rồi. Mình có thể tới sao? Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ làm vài món để cùng ăn ha. Cha đưa à. Vậy hẹn gặp bạn khi tan học nha. Hẹn gặp lại bạn nha. Ủa? Gì vậy chứ? Chắc là Echa mời bạn tới nhà bạn ấy có đúng không? Thiệt là kỳ lạ. Sao bạn ấy không rủ mình ta? Đó là bởi vì bạn đã đến lớp trễ đó cha đu à. Giờ học đã bắt đầu rồi mà. Là vậy thiệt sao? Sơn Hô nè. Gì vậy Shadow? Bạn có mang theo cuốn bữa tiệc hài hước không? Hả? Bạn nói hôm nay cho mình mượn mà. Đúng là như vậy. Nhưng mình xin lỗi nha, mình đã cho Echa mượn rồi. Sao chứ? Đã cho Echa mượn rồi hả? Đúng vậy á. Mình xin lỗi Shadow à. Hôm qua mình tới nhà Echa để ăn mì và giờ... Không sao đâu mà. Để lần tới mình mượn cũng được, không sao đâu. Ê cha à, hôm nay tới nhà bạn chơi nữa được không? Đúng vậy, mình không thể ngừng suy nghĩ về món mì bạn nấu cho tụi mình ngày hôm qua. Nên hôm nay mình không nghe được cái gì cô giáo nói hết. Vậy mà mình cứ tưởng món mì đó rất là bình thường. Cái gì chứ, món mì nào cũng đều giống nhau thôi mà. Thôi được rồi, mình sẽ làm mà. Mình nghĩ Echa đã quên mời bạn bởi vì có rất nhiều người. Mình có nên đến hỏi bạn ấy hay không? Thôi không cần đâu, vì dù sao mình cũng là người con gái rất tự trọng. Mình không sao hết, bạn cứ đi đi ha. Đúng rồi đó Minchi à, nói bạn ấy rủ mình đi đi. Mình xin lỗi cha được ha. Ôi thiệt là bạn ấy quá nhẫn tâm. Sao lại có cảm giác kỳ lạ vậy chứ? Cha đương, bạn không được Echa mời có đúng không? Hả? Đúng rồi, bạn ấy không có mời mình đó. Còn bạn thì sao chứ? Không thể nào tin được. Tại sao bạn ấy lại không chịu mời mình chứ? Thiệt là mắc cười. Tức quá. Nhưng mà bạn không thắc mắc sao Cha Đu? Hả? Sao Echa không mời chỉ duy nhất có hai đứa mình thôi? Để mình nghĩ thử coi. Được, chúng ta hãy đi theo và tìm hiểu xem. Hả? Thôi, không cần đâu. Thật vậy sao? Nếu vậy thì mình sẽ đi một mình. Nghe nói bạn ấy làm mì rất là ngon. Hả? Sao bạn chậm quá vậy? Đi nhanh lên một chút đi. Vì sự hấp dẫn của món mì, bạn ấy có thể làm mọi thứ. Ở đằng kia kìa, nhanh lên. Nhưng sao họ có thể ăn như vậy được? Nếu các bạn muốn biết thì xin mời vào trong. Shadow à, bạn đến rồi sao? Anh ơi cũng đến hả? Thật vui quá. Mình biết là các bạn sẽ đến nên nói nhiều hơn một chút. Hả? Bạn biết tụi mình tới sao?
Đúng vậy, mình thấy hai bạn rất muốn tới cho nên mình không cần phải mời. Hai bạn đừng có giận mình nha. Nhà mình nấu nhiều mì lắm. Hai bạn cứ ăn thật thoải mái, không cần phải ngại đâu. Nhìn nó cũng giống như món mì bình thường thôi mà. Mình đến đây không phải vì muốn ăn mì đâu nha. Cái gì? Sao mà thơm vậy? Ngửi mùi mì, mình không thể dừng tay lại được. À, mùi vị này. Bà ơi bà. Mùi vị này giống mì bà đã từng làm cho mình ăn. Trời Charu, bạn chờ gì nữa? Sao không dùng thử đây? Được rồi, mình ăn liền. Nhưng mà bà của mình thật sự không thể nào nấu được món mì này đâu. Cái mùi vị này. Mỗi một sợi mì giống như là đang sống vậy và bồng bềnh như làn sóng đó. Và nước súp của món mì không quá cay cũng không quá mặn. Nó thực sự quá hoàn hảo luôn. Mình chưa từng được ăn món mì nào giống như vậy trước đây. Ê cha, mình có thể ở lại ăn tối có được không hả? Cha đu à, thôi đi mà. Thôi được rồi, lần khác mình sẽ nấu mì cho bạn, chịu không? Bạn đã hứa rồi đó. Tạm biệt các bạn. Để coi, không biết mình có nên làm món nước sốt mì thật đặc biệt không vậy ta. Bác sĩ ơi, mẹ của con sao rồi? Đây là căn bệnh thiếu thốn. Dạ. Căn bệnh thiếu thốn là sao? Tôi thật sự xin lỗi. Dù cố gắng nhưng chúng tôi cũng không thể làm gì giúp bà ấy được. Không thể nào, không thể nào. Mẹ ơi. Chỉ là giấc mơ thôi. Tạm biệt sự thiếu thốn. Trong giấc ngủ sẽ có rất nhiều giấc mơ. Nhưng sao mình có thể mơ thấy mẹ của mình bị bệnh thiếu thốn được chứ? Nhưng mà nè Chadu à, bệnh thiếu thốn là bệnh gì vậy? Mình chưa hề nghe tới bao giờ. Người ta mới phát hiện ra. Có lẽ như vậy đó, Minchi à. Có lẽ là bạn không biết đó là gì đâu. Bệnh này giải thích rất là phức tạp. Bệnh thiếu thốn nghĩa là không bao giờ ném bỏ bất cứ thứ gì. Ủa? Cái này còn phải xài thêm vài ngày nữa mới được. Cẩn thận, vì chúng ta còn sử dụng cho kỳ thế vận hội nữa mà. À, thiệt là mắc cỡ quá. Mẹ ơi, nắm tay của nhà vệ sinh bị hô rồi. Ủa? Để mẹ xem. Ôi trời ơi, nó bị hư thiệt rồi nè. À, đúng rồi, con chờ mẹ một chút nha. Cái này là từ nhà trẻ ở khu vực ở bên cạnh đó. Xong rồi nè. Mẹ ơi, cái này dùng cho cái cổng mà. Nhưng mà nhìn nó rất đẹp, có đúng vậy không?
Cứ như vậy, ngôi nhà nhỏ xíu của mình bị nhét đầy các thứ bỏ đi do mẹ lấy về. Bạn nói giỡn hoài. Nè, mình nói hết sức nghiêm túc luôn đó. Ở nhà mình cũng có những chuyện tương tự. Thiệt như vậy hả? Ba mình cũng là người có tính như vậy á. Ồ trời mình à, em đã nói được mặc cái áo len này rồi mà, nhìn nó không được chút nào hết. Sao lại không được? Anh chỉ mặc nó khi ở nhà thôi. Nó có thể mặc được vài năm nữa đó. Anh thật keo kiệt. Em ghét anh quá đi. Nè mình à, hãy chờ anh. Anh không thể ngờ rằng anh đã làm cho em khóc. Anh sẽ ném bỏ cái áo len này ngay lập tức. Mình à, cảm ơn anh nhiều lắm. Minh Chi à, ba mẹ của bạn mới chỉ là giận hờn thôi, còn ba mẹ của mình chính là chiến tranh thật sự đó. Em thật sự không muốn ném bỏ chúng đúng không? Không bao giờ. Nếu như vậy thì cha. Bây giờ mình đã hiểu rồi. Chadu à, hình như đó là mẹ của bạn phải không? Hả? Minh Chi à, mình phải đi đây. Tạm biệt bạn nha. Trời đất ơi. Trời Shadu, mẹ rất vui được gặp con ở đây. Dạ, con xin chào cô. Chào con Minh Chi đó hả? Mẹ cần phải đem cái ghế này về. Con cầm giỏ thức ăn về giùm mẹ nha con. Dạ đồ. Minh Chi à, tạm biệt bạn nha. Được rồi, tạm biệt bạn. Con xin chào cô. Mình thiệt là không hiểu sao mẹ cứ như vậy làm gì cho khổ không biết luôn. Bộ nhà mình là cái bãi rác hay sao? Anh đến nhà kho để tìm một vài dụng cụ thì phát hiện nó bị nhét đầy các thứ bỏ đi. Tất cả những thứ này không phải là đồ bỏ đi, chúng đều là những thứ hữu dụng hết, có biết không? Hữu dụng cái gì chứ? Em cũng biết là những thứ này nằm ở trong nhà mình đã hơn 10 năm nay rồi. Cái bô bể này, cái mền rách móc meo này nữa, chiếc xe đạp mất luôn 2 bánh, và cái radio đã hư này nữa. Anh thật sự nghĩ rằng những món đồ cũ này hoàn toàn là những thứ bỏ đi hay sao? Đồ không còn xài được chính là đồ bỏ đi, chứ còn nghĩ tới nghĩ luôn cái gì nữa. Cái bô này, em nhớ hồi chúng ta còn nghèo khổ hơn bây giờ, nó đã vô cùng có ích với chúng ta mà anh. Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh. Được rồi con, có cây bô ở đằng kia kìa, con tới với nó đi. Con ước gì chúng ta có nhà vệ sinh ở trong nhà. Con cứ yên tâm Shadu à, ba sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền để sớm mua ngôi nhà có nhà vệ sinh bên trong. Thiệt hả ba? Tuyệt quá đây. Còn cái mền này nữa. Bây giờ chúng ta đã chính thức là vợ chồng rồi. Cái anh này. Xin lỗi ba mẹ, ở đây có trẻ em á. Đây là tập 142 của Hôm nay là một ngày đẹp. Mời các khán giả tiếp tục nghe đọc truyện. Vậy mà bây giờ tất cả những món kỷ niệm này đều là thứ bỏ đi với anh sao? Bà xã à. Thôi được rồi, em sẽ thu dọn chúng vào nhà kho vậy. Tại sao em dám dựng chuyện như vậy hả? Sao? Anh biết rất rõ trong trí nhớ của bà xã không hề có những chuyện đó. Vì vậy những thứ em vừa kể, tất cả chúng đều là những điều bịa đặt. Vậy không có hiệu quả hả anh? Mẹ ơi, bỏ hết đi. Không bao giờ. Có chết em cũng không bỏ đi đâu. Cái gì?
À, thôi được rồi, được rồi. Hãy làm bất cứ điều gì mà em muốn đi, bà xã. Còn lâu mới cãi được em. Con nghe thấy chưa? Dạ. Bà mới nói với mẹ là mẹ muốn làm cái gì thì cứ việc làm đi, mang hết vào nhà. Dạ. Trời ơi, đúng rồi, chỗ đó đó. Ba là người ném ra, sao lại bắt chị đem vô? À! Em xin lỗi nha. Đúng rồi, đây toàn là những thứ còn tốt hết mà. Tối nay xem như mẹ lại trúng độc đắc rồi. Mình phải công nhận mẹ đúng là quá lợi hại luôn. Ôi Mi Mi, Mi Mi ạ. Ôi trời ơi. Em thật sự là đối tốt với chị ghê. Hả? Là gì vậy chứ? Hả? Đứng yên đi, cảnh sát đây. Có chuyện gì vậy hả? Tôi tìm thấy rồi, ở đây, tất cả đều ở đây. Những thứ này đều là của tôi hết. Tại sao chị lại có thể lấy đồ của người khác mang về nhà mình như vậy hả? Thấy chúng được chất đóng ở bên ngoài nên chúng cứ tưởng là đồ đã bỏ đi. Chúng tôi thật xin lỗi, chúng tôi thật sự xin lỗi. Ngày mai hãy ném tất cả mọi thứ để cho tôi. Dạ biết rồi. Bà xã à, bà xã, anh đang sửa lại cái máng xối nên cần mấy miếng gỗ nhỏ. Không biết chúng ta còn miếng nào không vậy? Làm gì còn, em đã ném bỏ hết tất cả mọi thứ rồi anh à. Anh quên mất, nhưng anh hiểu tính em nên chắc em sẽ để lại một số thứ. Nên nếu như có thì em hãy lấy cho anh đi. Em đã nói là em ném bỏ hết rồi mà. Anh biết rồi, đành chịu vậy thôi. Giờ phải đi ra cửa hàng vật dụng để mua về làm. Chuyện đó là đương nhiên rồi, bởi vì anh đã ném bỏ tất cả mọi thứ mà có thể là anh sẽ cần tới nó. Nhưng mà anh thật sự cần dùng tới vậy hay sao? Mẹ trong sơn à, mẹ của cha đu đây. Gì vậy, chúng ta tới đây để mượn đồ hả bà xã? Anh thấy sao, tất cả mọi thứ đều ở đây hết nè. Em để tất cả mọi thứ ở đây hả? Không hề bỏ cái nào. Ôi trời ơi, tại sao phải bỏ chúng đi chứ? Em biết là anh sẽ cần nó mà. Trời ơi. Nhớ phải cẩn thận đó nghe. Cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên. Chúng ta còn phải đi đến mấy nhà để lấy đồ nữa đó. Bạn đã làm bài tập gì nhà chứ? Bài tập nào vậy? Thì bài tập viết về chủ đề chúng ta muốn trở thành gì khi trưởng thành đó. Mình hoàn toàn quên mất bài tập đó rồi. Mình nói nghe nè Minchi à, bạn có thể cho mình xem bài tập của bạn một chút được không? Cha Đu à, mình xin lỗi bạn nha, lần này không được. Bạn phải tự viết về ước mơ của riêng bạn chứ. Chúng ta đâu thể nào có cùng ước mơ được. Mình cá là cũng có nhiều bạn không làm. Bất quá thì cả đám cùng bị phạt chung cho vui. Cha Đu, em là người duy nhất không làm bài tập về nhà đó. Tại sao lại như vậy? Cô ơi cô không đếm nhầm đó chứ? Em đã không làm bài tập là còn nói nhăng nói của cái gì nữa hả? Mau ra cuối lớp đứng giơ tay lên cho cô. Dạ. Còn các em, cô chấm bài thấy bạn đang ghi viết rất tốt. Trên ghi à? Dạ. Em đọc cho cả lớp nghe đi. Dạ được, em sẽ đọc thưa cô. Chắc là cũng không có gì đặc biệt đâu. Ước mơ của cha Đu.
từ nhỏ, ước mơ của em là trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh nổi tiếng. Truyện tranh là thứ mà tất cả trẻ em đều thích. Nhưng mà dường như các bậc phụ huynh lại không thích điều đó. Họ luôn nói nội dung đó nhảm nhí, không có giá trị học tập. Và em vẫn luôn cảm thấy luyến tiếc vì điều đó. Em muốn trở thành họa sĩ truyện tranh và tạo ra những phim hoạt hình vừa thú vị vừa mang tính giáo dục dành cho trẻ em, để phụ huynh có thể an tâm cho các em xem. Trong tương lai, em muốn đưa truyện tranh và phim hoạt hình của nước mình ra toàn thế giới để quảng bá văn hóa đến với mọi người. Còn em, Jojadu, cô cho em thêm một ngày nữa để làm bài tập. Sáng mai mang bài viết đến đây cho cô kiểm tra. Bài của em sẽ được đọc cho cả lớp nghe đó, rõ chưa? Dạ rõ. Viết về ước mơ của mình. Mình thật sự rất bất ngờ về ước mơ của Danji đó. Bạn ấy khá im lặng và cũng hiếm khi đi chơi với tụi mình nữa. À, với mình thì lại khác. Rất nhiều lần mình nhìn thấy Danji ngồi trong lớp và vẽ đủ thứ trên đời. Bạn ấy nói những khi được vẽ là lúc bạn ấy cảm thấy hạnh phúc nhất. Thì ra là vậy hả? Ngày mai mình phải nộp bài viết cho cô rồi, nhưng mà không biết viết cái gì hết trơn. Tương lai bạn muốn làm cái gì thì cứ viết điều đó ra là được rồi. Cái gì? Tương lai của mình hả? Có điều gì đặc biệt làm cho bạn hạnh phúc không? Làm cho mình hạnh phúc sao? Phải rồi ha, mình muốn trở thành cầu thủ bóng đá. Đại hàng dân quốc, đại hàng dân quốc, đại hàng dân quốc. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại cầu thủ Jadu đang dẫn bóng. Phạm lỗi rồi. Các trọng tài đang xem lại bản ghi hình để có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Đội tuyển Hàn Quốc được một quả đá phạt. Và người thực hiện quả đá phạt là Jojadu. Hy vọng cô ấy sẽ không gặp khó khăn gì. Tất cả chú ý, qua bên phải, mau qua bên phải. Đây chính là cơ hội cuối cùng, mọi việc đều phụ thuộc vào nó. Giao rồi. Đội tuyển Hàn Quốc đã trở thành nhà vô địch của năm nay. Và Jojadu, cô ấy chính là cầu thủ xuất sắc nhất của Hàn Quốc. Jojadu nè, ước mơ của bạn rất là hay, nhưng muốn làm một cầu thủ bóng đá thì không dễ đâu. Bạn sẽ phải luyện tập rất cực khổ đó. Còn không được ăn theo những gì mình muốn nữa. Gì chú? Nhanh lên, còn chậm quá. Mau dậy đi. Lập tức thay quần áo ra sân luyện tập. Còn sớm mà. Không được. Mình nghĩ lại rồi, chắc là mình không làm cầu thủ bóng đá nữa. Chị đang làm gì á? Chị đang làm bài tập về nhà, cho nên em đừng có làm phiền chị. Gì chứ, hôm nay chị làm bài tập luôn. Chuyện lạ cách thiệt luôn. Ê, em mới nói cái gì hả? Chị lại đánh chị Mi Mi nữa hả? Chị đâu có làm cái gì đâu. Trong. Nhìn tốt hơn rồi đó. Ha, chị Jadu à, nhìn chị giống bác sĩ quá à. Hả? Bác sĩ sao? Phải rồi ha. Không biết chừng sau này mình có thể trở thành một bác sĩ. Bác sĩ ơi, tín hiệu mất rồi, không thể làm gì được nữa. Tăng lên 800 cho tôi. Dạ, dạ tôi làm liền. Tim anh ấy đã ngừng đập rồi. Không thể như vậy được. Cố gắng lên, cố gắng lên, đừng bỏ cuộc mà. Bác sĩ ơi, tim anh ấy đã đập lại rồi. Con cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ cho cha đúng đúng là thiên thần. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Ba của con không sao rồi.
Yên tâm đi, em sẽ không sao đâu mà. Chị khoan đi, cái gì mà không sao chứ? Một người lúc nào cũng gây nguy hiểm cho người khác như chị mà có thể trở thành bác sĩ được hay sao? Mi Mi à, tăng lên 800 đi. Bác sĩ ơi, lại chuyện gì nữa? Hình như là chúng ta nhầm bệnh nhân rồi. Không được, không thể như vậy được. Nếu chị trở thành bác sĩ, em sẽ không bao giờ đến bệnh viện đâu. Cha Đu à, qua đây nếm thử cái này đi. Dạ. Có hơi nhạt một chút. Vậy hả con? Thôi được, để mẹ cho thêm một chút muối. Nhưng mà sao mẹ không nếm thử? Đó là vì con có khẩu vị tốt hơn mẹ nhiều mà. Trong nấu ăn, khẩu vị là quan trọng nhất. Đúng rồi ha, mình sẽ là đầu bếp. Thức ăn đã xong rồi đây. Xin mời ngài dùng thử. Tôi tin cô ấy là đầu bếp giỏi nhất thế giới mà ngài từng gặp. Wonderful, wonderful, very delicious, good taste. Cảm ơn cô đã hỗ trợ. Nhờ có cô mà việc đàm phán giữa hai bên đã trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Dạ không có gì thưa tổng thống. Tôi chỉ đang làm tốt công việc của mình mà thôi. Trời cha đu, con mau tỉnh táo lại rồi phụ mẹ dọn cơm ra bàn nhanh lên. Mẹ ơi, cho con hỏi, mẹ nghĩ là con có thể trở thành đầu bếp được không? Thôi thôi, cô làm ơn cho tôi xin đi. Cô mà trở thành đầu bếp thì chắc chắn đồ ăn sẽ hết trước khi đem ra cho khách hàng. Cái gì khó quá bỏ qua đi. Hả? Sao vậy? Không còn gì để ăn nữa hả? Mẹ nói cũng đúng ha. Mình không nghĩ là mình có thể trở thành một đầu bếp giỏi được. Bài tập này biết phải làm sao mới hoàn thành được đây. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, hả? Mẹ ơi, hả? Mẹ ơi, cầu thủ nổi tiếng Cha Đu đã về nhà rồi đây. Trận đấu ngày hôm nay tụi con chiến thắng rất đẹp. Không, không, không thể nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Bác sĩ của mẹ về rồi đây. Mẹ à, nếu như mẹ có đau ở đâu thì nhớ nói cho con biết liền nha. Bác sĩ Cha Đu của mẹ sẽ đảm bảo chữa cho mẹ hết bệnh luôn. Nha. Nói mau rút cuộc cô lại. Hả? Tôi mới là người phải hỏi câu đó chứ. Trời ơi, chuyện gì đang diễn ra vậy? Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Đầu bếp Cha Đu đã có mặt rồi đây. Hôm nay nhất định con sẽ nấu cho mẹ thật nhiều món ăn ngon luôn. Ủa? Hả? Rốt cuộc cô là ai vậy hả? Cái người là ai? Tại sao lại ở trong nhà của tôi hả? Ôi trời ơi, nhức đầu quá à. Có chuyện gì mà ở trong này ồn ào quá vậy? Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con. Cha Đu, đến lượt em phát biểu rồi đó. Ước mơ của em hả? Sẽ được bắt đầu từ bây giờ. Chơi Cha Đu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
정확하는 바람 그 바람 하늘 아래 우리는 같은 생각 같은 곳을 보내 다 이렇게 같은 마음에 오늘도 서로 바라며 서로 원하네 언제나 널 향한 나의 두 눈은 너의 두 눈빛 가득 따사로운 봄날처럼 샤랄랄라랄라 내 가슴속 줄 거야